yêu thích của mình. Long Black Cold Brew này bánh chuối hả các bạn? Rồi thêm bánh mì có bacon nữa. Quán của Nhật đây, Best Bean Best Cup, bữa làm giao lưu các bạn nào rảnh ghé ủng hộ. Khách Tây rất là thích ở đây các bạn, rất là xịn luôn, rộng rãi, thoải mái. Cây gắn 360 sao đích luôn các bạn. Cây kia nó bị xét với cái này nó ngắn hơn, gọn hơn. Cải tiến mỗi ngày. Hy vọng là ok hơn, mình sẽ quay 360 nhiều hơn cho các bạn xem. Sau ghế bữa lộn xộn quá, mình bỏ bớt dây ra để treo một cái túi này thôi. Dắt mấy cái đồ phản quang đồ nè. Đèn, rồi đèn pin của Phoenix, rồi dao, kéo, chai dầu, túi đựng đồ linh tinh các bạn cho nó gọn lại. Để trống phía sau cái gì ngã ghế ra sửa xe nó dễ ha. Mua đồ sáng giờ hôm nay shopping day các bạn. Mấy hôm nay toàn đi hôm nay mua ít đồ. Thì đây có một chỗ là một cái nhà hàng của anh Việt Nam. Lúc trước có mở rồi, giờ mở thêm cái nữa các bạn. Đây là việc Hot Pot Steam Pot là chiên lẩu ha. Đây để coi nhà hàng Việt Nam sắp ra trường thế nào đây. Vui nè, tối là đông vui lắm các bạn. Cũng đẹp, dễ thương. Có ngồi ở ngoài hàng hiên được luôn nè. Đó, mọi người có thể ngồi ở ngoài ăn uống chơi. Ai thích không gian thoải mái xíu thì đây là nhà hàng lẩu. Đây, cũng sắp xong rồi. Đầu tháng 9 là khai trương. Đây, chỗ này chắc để hải sản nè. Đây, anh chủ quán. Hello anh, hello anh Bá. Bạn anh sĩ câu cá ở Darwin nè các bạn. Hello chị. Đây, bàn ghế. Đây là lẩu này nha. Mỗi người một cái luôn. Mỗi người cái lẩu. Mỗi người cái lẩu. Đó, khỏi còn phải dành. Đây, bàn ghế rất là xinh. Chỗ này là chắc buffet ha anh. Chỗ này để rau cải rồi kia đó. Dạ, này để chỉ Marie Bynon phải không anh? Số 40 Edgewater. 40 Edgewater các bạn. Để mốt khai trương xong mình còn ở đây mình chạy chiếc xe qua giữ khai trương chơi. Đây, ly tách rồi đầy đủ ha. Ồ, tháp bia luôn nè. Wow, chỗ này là phê pha luôn. Rất là rộng các bạn. Wow, này mới khô rồi. Còn bên đây nữa. Dạ, cái này dĩ nhiên là đây đang chuẩn bị các bạn. Tuyệt vời. Đây, nó rất là nhiều. À, này có phòng VIP có mấy em gái có tay vịn không ta? Nghi lắm ạ. Cái này là phòng private thôi. À, private thôi, chưa tới mức VIP. Nó cho bạn nào thích yên tĩnh thì vô đây. À, private thì trong này. Dạ. Yeah. À, có phòng private luôn. Rồi. Đây. Đây là phòng riêng các bạn. Ví dụ tiệc gia đình, nhà hàng, ở tiệc đám cưới, đám hỏi gì đó vô đây. Đó. Một các bạn khai trương các bạn nhớ ghé ủng hộ. Đó, để có tí xin deal coi, free trà đá, free cái ôm. Đó, của anh chủ quán Delay lại dành một ngày đi shopping ở Melbourne. Đây là dép đi trong lều. Cái kia nặng quá, cái này nhẹ hơn, chứ nó kín cái mũi các bạn. Mùa hè dùng cũng được. Hai cái hũ đựng đồ phụ tùng xe để tìm cách cho nó gọn, thật gọn, ba hũ luôn. Rồi cái này cái túi treo lên linh tinh, treo đồ trên xe. Cái này là cái bộ kẹp quá rẻ, 6 đô mà 6 cái các bạn. Trời ơi, 1 đô một cái nè, mà 6 kích, 3 kích cỡ cho bạn chọn luôn. Đó, máy hút bụi mini. Để cái bữa bự quá bỏ nhà rồi, lấy cái nhỏ. Cọc lều phản quang đỡ dấp té. Rồi đi xếp này. Đây một cái nồi gấp gọn, cái này băng keo để dán lều, dán tùm lum thứ, ly uống nước để giữ nhiệt, chứ ly của mình ok vui mà không có giữ nước được. Này dầu khuynh diệp, dầu gió nữa các bạn, để mua mẹ mình kêu mua cái thử xài luôn. Cái này để đỡ nhức đầu hay nhức đầu. Cái này chống cái cửa, thuốc nhỏ mắt. Rồi phản quang cho bạn sóc hai bên. Rồi đây là trong Chemist là cái tiệm thuốc tây. Đây dầu gió nè, mua cho mẹ mình với bạn của mẹ mình nhờ gửi mua 200 với 100 gom hết 10 hũ luôn. Bông tắm, đó là những đồ cài tóc, tóc dài rồi. Đó, qua rồi shopping hôm nay nè. Dép máy hút bụi, dùng tẩu sạc các bạn. Đây tẩu 12V. Đã ghê. Xe sạch sẽ, căn nhà di động mà. Với lại để chủ yếu lau khoang máy các bạn, lau khoang máy cho sạch. Ồ, xịn luôn, có đèn luôn. Chống hết nổi nên nó sập xuống ngoài nên lấy cái mua cái khúc gỗ này các bạn. Nó cũng dây vô. Giống kiểu khóa xe hơi á, để nhớ là đang chống cái cây này. Nó còn mỗi lần đóng thì tháo ra. Rồi mới đóng cửa lại.
chứ để nó yếu quá, hơi nó trời lạnh nó mất hơi nè. Các bạn hôm nay tới ngày đi chơi lại mưa, thánh mưa lại tới xuất giang hồ. Đây là bắt đầu hôm nay đi cắm trại với anh chị em người Việt Nam các bạn. Ở gần Melbourne, cách Melbourne 50 cây nhưng mà cách bên phía mình bên phía tây tới 100 cây lận. Này, đổ nước uống, đồ hết rồi. Để một cái vali đồ chung bỏ vô đây thôi. Tại vì đi rồi ngày mai về nên không có mang đồ nhiều các bạn. Còn đây xe anh Quang đi chiếc này lâu lắm, bữa phải lấy sạc bình từ chiếc Infinity ra nè. Hết sạch bình luôn. Không tối qua phải sạc thêm. Hai cha con Quang cũng đi chơi chung, rủ đi với nhóm bên phía đông, nhóm đội đá banh á. Qua wow, trời không còn một chỗ trống luôn. Chiếc Patron đợt trước 5 năm trước mình cũng đi cắm trại chung ở cái hồ Aiden này các bạn. Khủng khiếp không? Đây. Này xe right hand drive ha. Không còn chỗ trống, quá wow, trời ổng nhét rồi. Bởi người ta nó đi chơi xe bự xe nhỏ gì bao nhiêu cũng sẽ hết. Đó, để xuống dưới hết để ở trên cho nó trống xe. Ở trên cho nó đỡ mưa. Rồi, bây giờ tự chạy qua kia, mình sẽ gặp bên phía kia, bên rồi đi chơi tiếp các bạn. Đi ra bãi kem. Hai lên này đi đường M2. Ok. Nay cao tốc đoạn này mưa chứ cho chạy 80 à, bằng tốc độ bạn sốc nên ok, không phải lo. Đây, đi tiếp đường M2. Con đường quen thuộc. Đây, bạn nào muốn không đóng phí đi đường nhỏ thì tách ở đây đi, hoặc là trước đó luôn. Còn không thì vô đây sẽ bắt đầu bị tính phí. Đây, tốc độ 80 nè. Lên số 5. Chà, nói thứ 7 với xe cũng đông ghê đó chứ. Rồi, vô M2. Ban nhạc nó quy hả? M2, rồi vô đây nha. Tốc độ 80. Theo đường này hoài luôn là chạy qua tới xuyên vèo Đan Đà Non luôn rồi. Từ đó mới tắt đi vô chỗ cắm trại 50 cây nữa. Tốc độ 80 quá đã. Đi xe khác thì thấy chậm bực bội, còn đi xe này thì lấy an toàn, tại vì đúng tốc độ của mình. Mấy cái bảng đồng hồ tốc độ ở đây nó là bảng điện tử ha, để nó có thể thay đổi lúc ví dụ khô thì 100, có tai nạn hay là có gì đó thì cho xuống còn 60, vân vân. Nó di động, nó thay đổi được, ai cũng nhìn xe mình hết vui vui. Rồi, để coi chính phủ có trừ tiền xe tôi không nha. Nhiều xe tôi được miễn rồi, đóng quá nhiều tiền nhập cảnh cho chính phủ Úc lúc mà đem xe vô rồi, tổng chi phí đến giờ là 12.000 đô rồi, còn cho chính phủ Úc không tiền thuế này nọ các thứ là gần 10.000 nữa các bạn, khủng khiếp không? Chưa kể tiền ăn xài 3-4 tháng nay nữa. Nhưng mà luật là luật, nhưng mà luật thì không có đóng phạt, không có đóng phí cho xe du khách, nhưng mà let's see, who know. Phía này qua họ bấm cái để coi là nhập các bạn, rồi tí khi nào ra ở đâu thì tính tiền tới đó. Nếu qua trạm kế đầu bên kia thì họ trừ, nhưng mà nếu tí nữa họ thấy xe mình đi qua một lần nữa thì họ lại cộng thêm vô và họ trừ một lần thôi, theo mình đoán là vậy. Nó này là không có trạm thu phí nha, chơi tự động và không có cái ô luôn, là để trên nóc là mọi người cứ chạy bình thường thôi. Nhưng mà xe nào vô đây mà không có là sẽ bị phạt đó các bạn. Thấy là tại vì muốn đi là phải chuẩn bị cái tháp dán vô xe, mua cái kit đó về trước rồi dán vô xe rồi chạy. Wow, đúng dự báo tới trưa là hết nắng nè. 82 cây nữa mới tới chỗ cắm trại. Xa, tại vì mình ở phía tây mà mình chọn cái chỗ này cũng là mình check rồi mình hot cái này. Hot nhưng mà thật ra là chọn địa điểm thôi, còn chuẩn bị thì mọi người nhà ai nói chuẩn bị. Đi ấm đại với hội Uluru bữa đó, thêm mấy người bạn bên đó nữa. Nắng đẹp rồi, đường khô ráo. Thánh mưa từ từ hết lên rồi, giống như qua cái tuổi là phép nhiệm màu nó mất từ từ rồi. Giờ tàn tàn thôi. Đỏ lên đi, để qua đây tí nữa đi M2 là không có bị dính lại. Alright, let's go. Nắng lên. Phía trước có tai nạn, lập tức có xe tới báo là có tai nạn liền nè ha. Incident, hư xe là tai nạn vậy đó. Để tới cho mấy xe kia biết. Quá nhanh rồi, ở trên đầu sẽ có một cái bảng là chữ X là nguy hiểm, cấm đường luôn. Phối hợp rất nhịp nhàng.
thông báo ở trên rồi xe tới rồi nhiều khi radio rồi nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chui vô hầm. Hầm chui qua sông Yara. Đây, tốc độ 80 trong hầm. Hầm sông Sài Gòn các bạn ơi, qua Thủ Thiêm chơi. Yeah. Đây. Hầm sông Yara. Mới 560 thôi, nhanh lên xíu. Này gắn cái dây sạc mà màu nó đổi màu lum này cho nó vui mắt mà không bị chói. Ở đây có cái rất hay nè cho các bạn xem nè. Đây các bạn thấy màu xanh lá cây không? Cái đó là nó chạy theo tốc độ 80 á. Và để cho xe mình giữ tốc độ, và cũng như là giữa hai cái xanh lá cây là khoảng cách giữa hai xe các bạn. Ví dụ mình ô xanh thì xe trước ô xanh thì mình cũng phải ô xanh để mình giữ tốc độ bằng với họ. Vô đây mất GPS cái tốc độ cái tốc độ của bằng GPS nó mất luôn. Và ôi trời, xe gì đang chạy gì chăm ghê vậy. Ở đây nãy đỡ xuống dốc xong á, hầm xong nên nó trôi nhanh quá, chạy nhanh hơn cái xe lá cây luôn. Nói chung chạy đều thôi chiếc xe lá cây là được. Mày không biết nãy có bị bắn tốc độ không ta. Đây tốc độ bảy mấy nè, cái miếng xe lá cây nó gờ sắp ruột kịp mình nè. Đó là mình đoán vậy thôi, nhưng mình suy luận vậy chắc đúng. Cứ quay suy luận kiểu là thi ai là triệu phú à. Dễ thương quá, thị trấn nhỏ nhỏ đều trời hết nắng nữa rồi. Vô thao là chạy 50 thôi. Subaru quá trời luôn, bên đây chuộng ghê. Tại đường dốc, đường nhiều khi trơn trượt. Chạy thị trấn nằm giữa cánh rừng đã quá ha các bạn. Không cần phải đi xa, đi bộ ra khỏi nhà là tới rừng rồi. Quá hợp với mình. Game rút 12 cây. 20 cây số nữa là sẽ tới các bạn. Nó tên là Magazine Truck Campsite. Nằm trên cái chỗ mà hướng đạo sinh bên đây nó hay qua đó chơi, nó tập luyện nữa. Thì có cái campsite này, đi bộ, đi hiking, có con thác, con suối gần đó luôn. Vừa chạy vừa nghe sách nói nè các bạn. Sách nói trên Phonos cũng có cuốn sách của mình, 1111 ngày vòng quanh thế giới á. Còn này là 80.000 quanh thế giới, cái của Jun Vẹt cũng đã một trong những cuốn sách đã inspire mình đi cái chuyến xe máy. Thì bây giờ vừa đi vừa nghe, vừa hay cái là vừa đi vừa nghe đỡ buồn ngủ rồi rồi có thể luyện tiếng Anh luôn, có sách tiếng Anh luôn các bạn. Không biết tiếng Anh với tiếng Việt, không biết có mấy ngôn ngữ khác không, nhưng mà hiện có tiếng Anh luôn. Nhưng mà các bạn không nên nhìn màn hình nha, ráng nghe, tại vì chạy xe không được nhìn màn hình, nguy hiểm. Lúc nào cũng phải eyes on the road hết. Đây rồi, quay vô đây. Ok, trời ơi quá đẹp. Đường gravel. Less speed, less dust, càng chạy càng chậm thì càng ít bụi. Đường quá đẹp. Vậy là ok rồi. No worry. Rau luôn. Để dừng nghỉ gắn 360 vô quay cảnh chạy xe sao đích chơi. Với lại test cái chân mới các bạn. Gọn hơn, nhẹ hơn, đỡ vướng tầm nhìn hơn luôn. Magazine truck à. Ở đây thì cho camping ha. Chỗ nãy thì đầu bìa rừng, mấy cái chỗ ấy thì không cho. Giờ cao ghê, nhưng mà góc approach xe mình cũng tốt. Tại đầu nó ngắn. Wow, có một chiếc xe ở đây sẵn nè. Land Rover ha. Có cây traction board, có vẻ ở đây cũng lâu rồi đó, miễn phí mà. Mọi người chắc đi chơi hết rồi. Ồ, có bà chó ở đây. Chắc ngủ trưa. Wow, rộng rãi luôn. Quá đã. Vô đây. Rồi. Chạy ở đây coi sao.
In 600 meters, your destination will be on the left. Trong đây cũng ok. This look good. Nhưng mà vô nữa coi sao. Oh, trong kia quá trời xe kìa. Wow, mọi người cũng đông đó chứ không phải vắng đâu. Kiếm chỗ nào thật xa không mọi người, khỏi làm phiền mọi người. Let's see. Đã quá các bạn ơi. Wow, nó nè, rộng thênh thang luôn. Wow. Ồ, có xe luôn nè. Chết rồi, chỗ này là chỗ ưng ý nhất mà có người rồi. À, đây là nguyên một cái lớp bự luôn. Wow, cái này miễn phí hết các bạn ơi. Nằm trong đây cây cối tha hồ. Mình có chỗ ở không vô đây là khỏi mất xu nào luôn. Giờ nhà vệ sinh luôn nè. Đó, gần nhà vệ sinh luôn. Nhà vệ sinh di động luôn. Tuyệt vời. Nó chỉ cái đường này còn đi được nhưng mà đi ra bãi cỏ nhưng mà nó đóng rồi. Nhà vệ sinh đây. Đây có người, đây rộng rãi mà có người, họ cũng mới tới luôn. Đến đây thì lại quá đông. Wow, chỗ này nè, lý tưởng nè. Này lại rộng quá, đây có người. À, chị đó lại không có thân thiện. Bên đây thì thân thiện. Bên đây thì dễ thương hơn, nhưng mà lại có người. Rộng rãi, không có chung quanh, không có ai hết. Tha hồ chơi ở kia xa xa có chiếc xe thôi. Rồi, ném mấy cây lớn nó rớt xuống là banh xét. Ồ, có bàn luôn. Ồ, có chỗ đốt lửa luôn. Quá ngon rồi. Rồi, mạnh ai nấy xíu thôi. Đây đi toilet hơi xa một xíu. Rồi, chốt vô đây. Xong rồi, tấm awning, hai cái ghế, đậu cạnh chiếc Tesla mơ ước của mình. Sau này có tiền sẽ mua chiếc xe điện Tesla Cybertruck. Này bạn này làm bên thuế nè các bạn, tại kế toán nên shady tuck. Làm mấy nghề này rất là khá, lương rất là khá các bạn. Khai thuế rồi này nọ. Còn bên đây, xe bên đây, đây xe của Đức đây. Quá wow, trời con nít luôn, so many. Wow, say hi. Woo. Vincent, you want to come? No. Because all the ladies there, only you the man. Liều nóc đây, chiếc vừa gặp ở kia đây, ở Uluru. Còn chiếc Land Cruiser thì tới sau các bạn. Này, V6. Xe này cũng có một tấm awning. Đống lửa đã set up xong hết rồi. Ghế con nít quá trời quá đất không. Còn bên nhà bên đây, nhà anh Quang đang dựng tấm tăng, dựng lều trung tâm rồi chơi con nít chơi hả. Đây đây mấy bạn phụ anh Quang rất là dễ thương, kết bạn mốt có kèo đi camping. Đây là lều trung tâm bơm hơi. Đây là chủ xe Tesla nè các bạn. Đó, đẹp trai ghê không, có vợ rồi. Còn kia là Đức. Đây hai anh em đều có vợ hết rồi các bạn, chỉ còn mình thôi. Đây, cho con dựng, có hàng xóm qua giúp luôn. Cái này là cái squat nè đúng không. Giờ đây là quá ấm rồi các bạn. Squat nó hơi nặng nhưng mà nó dày, nó do nó dày hơn. Nhưng mà không gian nó bị nhỏ hơn so với lều các bạn. Đây, gia đình này cũng đang dựng lều. Dựng lên trước đi rồi để đâu để. Cứ dựng lên trước đi rồi khiêng đi. Đây, mình gia đình thì đang dựng bên đây, quá hạnh phúc. Bán Việt Nam bán chưa? Rồi bán rồi đúng không? Cho bán cho một phần cơm chiên đi. Wow, đồ ăn nhiều quá các bạn. Như đây là phê pha. Còn có con gà ủ muối thì ăn ra luôn. Lấy ra cho chị em biết luôn đi. Ha, để
Đây mẹ của anh Quang cũng có làm sẵn rất nhiều đồ ăn các bạn. Lấy ra để nhớ. Cuối cùng nhiều khi mai về quên mở ra thấy. Đây cô. Rồi đây quá giỏi. Gà nướng muối ớt các bạn. Đây đây là đồ ăn của nhà anh Quang góp. Gà nướng muối ớt. Pha cà phê luôn các bạn, này có nãy có tiệm nhà hàng Việt Nam, bây giờ có thêm tiệm cà phê nữa, quá ghê, tủ lạnh luôn, trời ơi. Văn đèn sẵn nè các bạn, bao sáng luôn, cây trống, đồ chơi ai cũng full đồ hết. Rồi đây thêm tấm tăng của Kala đây, để 10 giờ tối nay tới 2 giờ sáng là mưa, để ngồi chơi căng xéo xéo để cho mưa nó trôi xuống các bạn. Rồi đây có cà phê luôn nè, tủ lạnh. Bán cho ly Long Black đi chủ quán ơi. Ok. Ok. Cái này đi nhắn tiếp đi. Rồi, xịn quá. Vô anh em. Cục. Cheers. Vô. Vô. Hello mọi người. Vô, cùng đi, vô. Rồi, vô các bạn. Chiều nắng nó xin qua đẹp. Nắng đẹp à. Tranh thủ bay flycam các ơi. Đợt trước cắm trại ở Melbourne là ở hồ, bây giờ vô rừng các bạn. Lần đầu tiên chạy xe điện. Đây các bạn, có camera đồ rõ ghê không? Nè, nhấn cái này là thấy được ba phía luôn, K360 nè. Rồi hệ thống giao diện màn hình rất là lớn ha. Nhưng mà thật sự là cái này nó cũng sẽ hơi khó, tại vì mình vẫn thích những cái nút vật lý hơn. Thì mình chạy mình rờ được các bạn. Còn cái này nó nhiều khi, nhưng mà đi quen thì mình nghĩ nó họ làm cũng thiết kế ok rồi. Rồi, đây là xe Tesla, không có thắng tay, các bạn dừng nó tự thắng. Chỉ có hai cần số là bên phải là ga, bên trái là thắng thôi. Không có tay gạt ở đây, không có nút hết, gom lên đây hết. Thì đây là đây này là lên xuống chắc menu, tăng giảm âm lượng. Rồi bên đây là chắc lên xuống bài. Chỉ có hai nút này rất là đơn giản, vô lăng rất là đơn giản ha, không có nút gì hết. Cũng khá là nhỏ. Xi nhan thì giống như xe bên chạy bên trái luôn. Nó là bên nằm bên trái các bạn, giống mẹt hoặc là giống xe Việt Nam. Còn cái cần lên thắng hay là vô số thì nó lại nằm bên phải các bạn. Ủa còn chỉnh quạt kiến ở đâu? Sẽ có một nút nào đó đúng không? Quạt kiến đây. À, quạt kiến bên đây là đây. Nút nhấn đây. Nó để auto sẵn rồi. Rồi, còn bên phải đúng ra là gạt kiến hay là mở đèn thì nó lại là cần D. Ví dụ nhấn vô là B, kéo xuống là D. Rồi, bây giờ mình thử nha. Kéo xuống D thì cái chân thắng nó sẽ buông ra. Lần đầu tiên chạy Tesla đây. À, đạp thì nó mới đi. Chứ nó không có buông ra là nó sẽ tự chạy giống như là xe động cơ đúc trong. Wow, vô lăng rất là nhẹ. Đạp là cái này lên Sportbus là dính ghế, nhưng mà đời mới nên không dám đi. Đó. Rất là đã các bạn. Vô lăng rất là nhẹ luôn. Đã quá, có thêm động lực phấn đấu thôi này. Quốc chiếc Tesla. Đi vòng anh thế giới làm 3 xe điện hả? Không biết anh Elon Musk có tài trợ không? Đó. Rồi. Lượm một vòng chơi. Đây là chỗ cắm trại mọi người tới đây nè. Còn bây giờ thì tài xế đang chạy thử. Đã. Sướng quá. À buông ra nó tự thắng lại các bạn. Nó mà nó ghìm thắng luôn á, chứ không, nó không có kiểu nó cắt côm nó trờ trờ. Wow. À buông ra là nó sẽ ghì xe lại nhiều hơn là so với xe xăng các bạn. Đó thấy không? Nó gịch xe lại luôn á. I see. Đúng rồi, trăm ngàn bạn mới thấy chạy mới thấy nó xịn, nó tả thế nào. Đánh lại rất là nhẹ. Này các bạn thấy màn hình nè, ở đâu có người có xe là nó sẽ hiển thị ấy lên luôn. Camera nó scan đó. Nhẹ quá các bạn. Rồi, em đi em về vô giúp anh nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn mọi người. Đây, về nhấn vô là về B đúng không? Dạ, đúng. Thấy người nè, đây nè. À, thấy chiếc xe siêu cấp của mình nè các bạn. À, rồi, nhấn D. Rồi, là xong, không cần phải đạp, kéo thân tay. Rồi, tắt máy ở đâu? Tắt rồi anh.
vậy là tắt rồi đó. Ủa, tắt rồi hả? Leo ra tự tắt đèn hả? Đúng rồi, à, tự tắt đèn, tự khóa luôn. Rồi. Mình lại gần thì nó tự mở. À, xịn quá. Rồi mở cửa là để coi, nhấn kéo này đúng không? Nhấn nút không, nhấn nút có cái nút màu trắng có đèn anh. À rồi. À. Rồi. Nhấn là đẩy ra, nhấn là đẩy ra. À, nhấn cái nữa đi. Nhấn là đẩy ra. À. Rồi, cảm ơn các bạn, bye bye. Làm trò chơi cho mấy đứa nít nè. À, dễ thương chưa? Đội nam với đội nữ. Wow, xịn quá. Chị Vi mới lại mấy em. Wow, vui quá. Con nít này đi chơi thoải mái, khỏi học hành gì nhiều. Như mùa đông vẫn đi chơi. Đây, đối tụi nhỏ này không có lạnh gì đâu các bạn. Đây, xe cuối cùng đã tới. Đây là một trong hai chiếc xe gặp Uluru với mình, chiếc Land Cruiser bữa bị hư nè các bạn. Máy dầu đây. Các bạn có nhớ chiếc này không? Bữa là chiếc Jeep đỏ với chiếc này nè các bạn. Đây chở củi nè, quá trời chở củi về rừng luôn nè. Còn theo chiếc xe điện phía sau. Rồi, cuối cùng cũng tới, đủ bộ rồi. Quá rồi, kéo theo cái. Cái này không có kéo theo trailer, bỏ lên đấy luôn. Tiện quá tiện. Outdoor kids are happy kids. Quá vui các bạn, thấy không? Con nít là tuổi trẻ, thiếu nhi là phải ra ngoài chơi chứ. Chứ học hành như cả ngày, học chi lớn cũng quên hết. Đúng không? Đó, quá vui các bạn. Đó, những đứa trẻ hạnh phúc. Con cái của những người Việt Nam sống ở Úc các bạn. Để thêm mắm muối, thêm thi vị cho chương trình tối hôm nay. Trời mưa các bạn, đúng dự báo thời tiết luôn. Đây nhưng mà có lửa, có che từ sáng đó nè. Mấy tấm tăng của Medford, của Kala rồi của mọi người awning thì đầy đủ hết, không phải lo. Quá cozy luôn. Rồi giờ hôm nay đủ các cung bậc cảm xúc luôn các bạn. Cho chú nghỉ xíu được. chú sạch mặt luôn. Chú anh, chú sing a song. Em đi song. Sáng rồi. Wow. Mọi người dọn từ từ nè các bạn. Nấu ăn sáng. Đồ ăn ăn sáng các bạn. Và không thể thiếu ly cà phê. Có máy pha cà phê luôn. Nắng lên quá đẹp. Wow. Quá trời lều. Đợi cho nó khô hả, cất lều các bạn. Chứ giờ còn ướt ghê lắm. Xe kia sau tối quá, chạy qua kia rồi. Đây các bạn, xe này chiếc xe cào cào điện mà bữa gặp Uluru có mà chưa chạy nên mới chạy. Thì cái này các bạn biết để làm gì không? Đây, nhà vệ sinh cách đây 500m. Ai muốn đi mà phải chạy một kẹp thì cầm cũng chế. Rồi xe chạy thôi. Rồi. Ừ, anh nhắn tin được không? Đây, nó anh điện. Nhắn tin rồi không biết có dấu. Dạ, dấu mới ông bạn em. Dạ. Sao nó chạy? Lẹ lên, mất mất quá rồi. Thôi, tự tin đi đó anh. Ông anh nhắn tin được, nhưng mà ông nhắn dấu được giống anh. Người ta nhắn dấu không đọc được. Yeah, đồng, mình không có. Này, mở công tắc lên. Dạ, cái nhỏ có hộp mình. Đây, đổi dạ. Mình nói là đúng rồi, nó chạy là ngân hàng đó, anh chạy. Chưa lấy đồ ra hết mà đã xếp lại nè, đây là hậu quả. Nào đây,
đó. Who start? i30 các bạn. Wow, đây là mua xe cổ nè. Bữa anh nói là xe điện, ủa xe nó hết bệnh giờ mày thích mày qua mua đi, rồi tự sửa. Cuối cùng anh qua chạy hốt đem về luôn trong ngày. Quá đã, cái này là xe trên 25 năm đó các bạn. Thì ở Úc nó phải có một cái gia nhập vào câu lạc bộ ha. Thì có cái giấy thì mỗi năm được chạy 90 ngày phải không anh? Mỗi năm 90 ngày thì đóng thuế cầu đường có 10% thôi. Thì có cuốn sổ, logbook chạy đến đâu thì ghi. Thì ví dụ cảnh sát kiểm tra 90 ngày thôi, chứ không được chạy quá 90 ngày một năm ha. Đây là chiếc xe cổ. Trên 25 năm là quy định bắt buộc phải vậy các bạn. Một chiếc BMW số sàn các bạn. Nên bữa anh chạy thử xe mình rất là dễ, tại vì đây cũng là số sàn. Đó. Nay trong một ngày test drive 3 chiếc luôn. Wow, đã ghê các bạn. Đây là cái giao diện, cái dashboard. Wow, có đồng hồ luôn nè. Sưởi kiến đồ luôn. Radio, nghe performance luôn nè. Đẹp ghê không? Nhìn rất là retro, giống kiểu xe Nhật mấy thập niên 80 rồi ha. Ra mấy chiếc Evo rồi NSX rồi đua. Anh chủ xe, thầy dạy trực tiếp của mình các bạn, sẽ nổ máy thử nè. Wow, so cool. Đã, nghe tiếng máy cũng khá lực á. Này, mỗi năm được chạy 90 ngày thôi. Không được chạy quá 90 ngày các bạn. Biển Victoria có chữ Club Permit. Đó. Số sàn. Quá đẹp. Rồi phải dập lửa, tối ngủ phải dập lửa. Chứ không là có người phạt là đóng lửa của ai mà ngủ mà không dập là cũng bị phạt các bạn. Xong sáng đốt lại, xong bây giờ cho nó khô xong rồi đem về rồi lắp lại. Đem về luôn. Tặng mình thêm cái đèn pin các bạn. Với okay. Một đống pin Energizer bên pin bên này rất là mắc nha các bạn. Cảm ơn Dũng. Đi ra hồ Marunda, đây là cái đập. Mọi người có thể leo lên trên luôn các bạn, leo lên trên ngắm cảnh luôn. Thì ở đây có một cái cây giống mấy cây Redwood bên Mỹ nè. Nhưng mà nhỏ hơn nhiều, nhưng mà cũng bự lắm. Đây lên từ từ lên. Wow. Giant tree, một cái cây bự khổng lồ luôn các bạn. Để mấy đứa này thử coi, bao nhiêu đứa con nít sẽ ôm vừa hết một vòng tay. Mọi người vô kìa. Vô. Triệu tập tất cả con nít. Tất cả con nít. Nở. Jamie. Come. Thử bao nhiêu người. Quá wow, trời bự. Wow, cây lớn quá các bạn. Xây mà vẫn không ảnh hưởng tới cái cây này ha. Vẫn giữ nguyên trạng. Mấy trăm năm nè. 1, 2, 3, 4 5, 6, ủa sao đứt hết rồi. Mười mấy người ha. Khoảng chắc khoảng này chắc khoảng 7 người lớn á. 7 người lớn. Thân nữa các bạn. Cụ cây. Bây giờ anh sang đây các bạn. Thành đập nước nè các bạn. Đây có cái nhà rất là cổ ha. Chắc là xây lúc mà cái đập mới khánh thành. Đây có cầu thang lên nhưng mà ở dưới đây cái cửa họ đóng rồi. Sau khi leo dốc lên tới đầu con đập đã thấy được hồ Marunda, hồ Tuyền Lâm. Nước rút các bạn. Phía xa có cái chỗ ngắm cảnh kìa. Giống hồ Tuyền Lâm ghê không? Y chang cái view từ Anante nè, Farm and Lock. Nhìn ra cái hồ tự nhiên quên đây. Hồ gì đó. Đa Nhiêm, hồ thủy điện Đa Nhiêm á. Giống hệt văn hóa khắc tên khắp thế giới. Hôm nay này xi măng nhân tạo đỡ với lên cây là quýnh liền các bạn. Thấy không? Trời ơi. Quá trời mấy ông thần này nè. Đang đi nhìn thấy chữ Đăng Khoa chắc giật mình quá. Nè, khắc tên lên đá tùm lum nè, trời ơi. Đó. Quá trời, quậy. Này trời không có nắng các bạn, mây đen nó kéo tới rồi. Có nắng chắc đẹp hơn. Rồi kia là Khoa với B, vậy kìa Khoa với Phương là Phúc vậy nè. Đứa nào nè, nào khắc tên mình vô nè, B là ai đây. Các xe đều đã bắt đồ xong hết, lau dọn sạch sẽ. Củi còn dư để lại cho ai thích đốt luôn. Còn đóng tro thì đã
tưới nước cho nó ướt, rồi đem than đồ về hết luôn rồi, sạch sẽ rác lụm từng miếng đường cọng nhỏ luôn. Còn bây giờ thì lên đường quay 360 nguyên đoàn xe chở vui chạy giữa rừng, cảnh siêu đẹp luôn. Đấy, quá đã. Mày bữa su cốc dẫn đường, nay su cốc chốt đoàn tại chạy chậm nhất. Mạnh anh ấy về với lại mình với xe anh Quang đi phía khác, về phía tây Melbourne, còn mọi người ở phía đông Melbourne thì gần đây các bạn. Let's go. Cái chân à. Mọi người về hết rồi, nay chỉ có vài xe vô thôi, chưa biết, cái chiều tối mới biết. Đi chủ nhật thì sẽ vắng hơn nhiều, vắng hơn thứ bảy. Ôi mọi người về đường này hả? Kệ lỡ rồi, đi theo đường này về luôn, chứ đúng ra là quẹo phải đi về đường cũ, về Game Brook mà thôi, đi chung mọi người luôn. Rồi tạm biệt bãi cam, đây là Scout Loop Truck gần Magazine Truck các bạn. Góc này cao, ăn qua đây một xíu. Wow, nguyên đoàn chạy giữa rừng đẹp quá. Rồi đi nha. Tôi tranh thủ mua thêm hũ này cho ba mình, với hũ này cho mẹ mình, này cho mình xương cốp này để xịt cho giảm đau các bạn, hai loại khác nhau, này rửa tay, này xịt cho mắt đỏ mỏi, này hương lavender, cái này để dành lỡ có bệnh mốt tự chích, rồi này che lỗ tai để đi đâu đỡ ồn các bạn, ngon lành. Lại xu được thêm cái đèn, đèn này đèn hít luôn đó, nhưng mà cái này vô là phải cất vô trong giang hồ luộc liền. Cái này úp lên úp xuống được nè, để che chiếu trên giá nóc, không cần cần lấy cái Phoenix ra cũng được. Bạn mình đã đến ngọn đồi Sovereign Hill để đi đào vàng, nhưng mà tới nơi mới thấy là Monday là đóng cửa bạn, giống mấy tiệm Việt Nam. Vậy là số mình không có đi kiếm cục vàng đổi đời, nhưng mà số kiếp này nghèo, không đổi đời được. Đây các bạn, phục dựng lại những cái, đây là cái thành phố đào vàng ngày xưa. Những cái tiếng đó thì tới ngày thì họ cũng chơi nhạc của Scotland cho mọi người nghe chơi đó. Đây Sovereign Hill. Đây những cái làng đào vàng bằng gỗ rồi máy tôn ha, làm lại giống như là ngày xưa cho khách trải nghiệm thử những cái máy rồi đi đào đải vàng. Ai thích thì đem đồ chơi đi chỗ khu khác tự kiếm. Còn ở đây thì là cái tour tham quan thôi các bạn. Để mốt kiếm mua một bộ đi một vòng chơi coi, đi kiếm thử nhiều khi ấy được, quá xui. Đây các bạn, đây là thành phố Pachusmas, trên đường từ Melbourne đi chỗ đào vàng Ballarat á. Bây giờ vô đây tới chỗ tượng Đức Mẹ, và mỗi nước đều có một cái phòng cầu nguyện nhỏ nhỏ chung quanh đó, giống như một cái thế giới thu nhỏ rất là hay các bạn. Ghé đây ghé mấy vườn dâu, chỗ này các bạn nào tới Melbourne đi hái dâu không chị? Hái dâu, hái farm cherry, hái ăn thoải mái, dĩ nhiên là phải trả tiền rồi. Đó. Đây, này cái hàng cây đẹp quá, cho các bạn xem cái hàng cây cao mà mùa này trụi lá hết rồi. Đây, cherry luôn nè. Hồng đào rồi. Wow, nguyên cái vườn đào luôn. Bự quá. Quá đẹp các bạn. Hoa đào bây giờ sakura muôn nơi rồi. Đây. Đang ngồi chiếc Luger xe điện, chiếc hybrid xăng điện. Rất là êm. Mà mỗi lần buông ga ra nó hơi giật giật để nó sạc vô máy các bạn. Thích con đường này ghê. Quá đẹp. Này có lá bờ vàng nữa là hết bài. Đây các bạn, đây là cái ngọn đồi Tabinu. Của một cái ông, ổng cho tiền donate nguyên ngọn đồi luôn các bạn, để mọi người xây một cái nhà thờ, và sau đó thì mỗi nước họ sẽ có một cái khu vực riêng, họ tự xây một cái nhà nguyện nhỏ của nước họ, có treo cái cờ của nước họ để cho những cái người công dân nước đó hoặc là những người gốc ở nước đó đến cầu nguyện các bạn. Và dĩ nhiên cũng có một cái nhà thờ chính.
Rồi tượng Đức Mẹ Mary là nằm ở đâu mình không thấy, cái này tượng Chúa Giêsu với thánh gì đó mình cũng không rành lắm, tại mình không có phải người Công giáo. Chỗ này cũng khá là hay. Đây, ở phía xa có một cái cây thánh giá này các bạn. Nó còn ở đây có nhiều cái nhà nguyện nhỏ. Đây, mỗi nước là một xây một cái ha, cái nhìn có thể đoán được kiến trúc chẳng hạn, cái kia ngoài xa mình nghĩ chắc Hy Lạp quá ha. Còn cái ngay phía trước đây mình không biết là nước nào. Mỗi nước xây một chỗ các bạn, cờ Seychelles, cờ Ý, cờ Đức, cờ Pháp. Rất là nhiều luôn. Này là cờ của Serbia hay là gì nữa các bạn? Là Slovenia gì đó. Còn ở dưới đây là cái tháp của Nepal, của Sri Lanka. Lá cờ hình vuông có con sư tử. Mỗi nước xây một, có một cái nhà nguyện và một cái tháp ha. Giống như một thế giới thu nhỏ rất là dễ thương. Này, tập thể dục nằm trên sườn đồi. Phía xa thì có lá cờ của Tây Ban Nha kìa. Rồi Vatican. Bên đây cam trắng xanh lá cây như của Ireland. Đó. Đây đi checking các nước. Còn đây là nãy chỗ mình nói nè, mấy cái shrine, mấy cái nhà nguyện nhỏ ha của các nước. Nó nằm san sát nhau. Phải không ta? Phải nhà nguyện không? Còn trên là cây thánh giá lớn, nhìn xuống đỉnh đồi. Đúng rồi. Mấy cái nhà nguyện của các nước họ xây nè. Cái này nhìn kiến trúc như châu Á, Ấn Độ hay gì đây. Cá ở nhà hàng Quang Vinh ở San Avan. Rất là nổi tiếng cá kho các bạn. Vô đây nhiều người biết ghê. Đi nuôi, chở đi Ballarat, chị. Sao bỏ. Còn bên bạn bên đây là, đây, hai bé fan của mình. Bạn bên kia cũng vậy, hello em. Đi vô đây gặp người quen không? Không, mọi người biết mình. Cảm ơn em. Ý của ông tên là Charlie Pizza. Đây đi ăn với anh bá, bạn sĩ đây, bò nướng ngói. Giống như Sóc Trăng vàng ghê, bây giờ hết ngói rồi, giờ chơi tấm tiết rồi. Nhưng mà bên đây vẫn còn chơi cục đá đây các bạn. Xèo xèo luôn. Có món garlic bread cũng nổi tiếng mà ăn hết rồi, này nấm. Bánh mì, nhà hàng Charlie là 50 năm rồi các bạn. Hồi xưa là chỗ tụ tập của anh với mấy bạn đúng không, 30 năm trước đúng không? Chơi tới sáng. Rồi, đây. Đầu đây. Quá xịn. Dài chơi hết nổi chơi hết. Lên bá. Nhà hàng sắp khai trương. Chưa khai trương nên đi ăn nhà hàng khác tạm các bạn. Mốt khai trương sẽ tập kế vlog, sẽ quay review cho bạn coi chơi, coi nhà khai trương cái gì ở đây ở Úc thế nào. Đây, úp hai lá lên chi anh. Cho nó kín hơi lại. Cho nó nóng đều. Rồi, ok. Tắt nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Wow, look at this. Wow, hấp dẫn quá. Này thêm nấm ha. Cái này đúng không anh? Quá lẹ, bò mà. Ồ, bỏ vô hết luôn hả? Wow, cái này phải ăn liền để nó dai. Này thêm nấm lên rồi các bạn. Ủa nấm lên. Này chắc mốt đổi qua làm vlog ẩm thực quá. Nướng pizza các bạn. Lò này chắc mới làm lại chứ quán này 50 năm rồi. Ông chú Charlie. Bonjour. Ciao. Đó, 50 năm. Rất là nhiều bạn gái, rất là nhiều bà xã luôn. Dễ thương. Và thích người châu Á các bạn. Đây làm chủ nè.
Đó. Dạ, 50 năm, 50 years. Pizza man. Yeah, Charlie Pizza. Hôm nay Lục ra mấy tấm Fuji Instax chụp từ đầu chuyến đi đến giờ các bạn. Đi 8-9 tháng rồi mà định mỗi ngày chụp một tấm nhưng mà nhiều khi quên. Biết bao nhiêu kỷ niệm nè, có ảnh liền nhìn nó đã hơn ha. Fuji của Instax Wide khổ lớn các bạn. Fuji Instax của Instax trà sữa tài trợ cho mình nè. Đó, phim này chắc phải về gửi bớt về cho nhẹ bớt rồi nhờ gửi qua thêm ít phim nữa các bạn, sắp hết rồi. Dễ thương ghê, biết bao nhiêu kỷ niệm nè. Từ Campuchia, Malai, Indo, Brunei, Brunei không có mang máy qua Brunei, Úc, Việt Nam, Uluru nè, Crocodile Harry, Cuba Baddy nè, Bangkok nè, Spirit of Tasmania nè, Sakeo ở chỗ ham cụ già nè, nhớ hết luôn từng chi tiết. Với có nốt nữa nè. Chi ngoài móc quá trời lại móc luôn, móc sắt, móc nhựa, móc tactical, móc lớn, móc nhỏ, móc hai đầu. Tiệm tạp hóa ông Khoa Vlog. Cơm đã các bạn. Cô mẹ anh Quang nấu mà thịt luộc rồi xào khổ qua nhồi thịt, quá đã, quá fresh luôn các bạn. Cơm tối Melbourne nay ít lạnh nhưng mà gió nhiều quá hơi nhức đầu.